Kính thưa quý vị và các đồng chí, ngày 26 tháng 12 năm 2013, Thường vụ Quân ủy Trung ương ra chỉ thị 788 về việc phát động cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Đây là dịp để cán bộ chiến sĩ trong toàn quân phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng của dân tộc, của quân đội, bản chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, ra sức phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau 5 năm triển khai, cuộc vận động đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, làm chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh, là động lực để bản thân mỗi người không ngừng nỗ lực ra sức học tập, nâng cao trình độ bản thân, thể hiện hết tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần chung vào thành tích của đơn vị cũng như của lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập đến trong phần cuối của chuyên mục Quốc phòng toàn dân hôm nay. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Xác định cuộc vận động có ý nghĩa chính trị quan trọng lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng phát triển quân đội theo phương châm cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại. Thực hiện tốt cuộc vận động chính là tiền đề vững chắc cho việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh luôn sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí linh hoạt hiệu quả các tình huống. Chính vì vậy, trên cơ sở quán triệt chỉ thị số 788 của Quân ủy Trung ương về thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành nghị quyết số 795 và chỉ thị số 179 về việc lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện cuộc vận động trong đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh. Trên cơ sở các chỉ thị của Đảng ủy Quân sự tỉnh, mỗi địa phương đơn vị tùy theo tình hình thực tế xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể hóa cuộc vận động bằng những việc làm, cách làm khác nhau sao cho phù hợp. Mặt khác, để cuộc vận động được triển khai một cách sâu rộng, trở thành ý thức của mỗi cán bộ chiến sĩ là hoạt động thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã yêu cầu các đơn vị cũng như từng cá nhân tùy vào điều kiện thực tế nhiệm vụ của cơ quan đơn vị mình để xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng nội dung của cuộc vận động. Đặc biệt, cần chủ động gắn thực hiện cuộc vận động với Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng trong tổ chức thực hiện. Đối với lực lượng vũ trang tỉnh, cuộc vận động đã được các cấp ủy đảng viên, quần chúng phấn khởi hưởng ứng. Qua 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động đã đem lại nhiều kết quả quan trọng và chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua, rèn đức luyện tài, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang tỉnh, khơi dậy niềm tự hào, ý chí phấn đấu, tu dưỡng vươn lên trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Qua 5 năm tổ chức thực hiện, cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến rõ nét về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ chiến sĩ ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang tỉnh, khơi dậy niềm tự hào, ý chí phấn đấu, tu dưỡng vươn lên, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ nó có ý nghĩa hết sức quan trọng và quyết định đối với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bản thân tôi đã luôn nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn, tích cực học tập, nghiên cứu, trau dồi kiến thức và trao đổi học hỏi kinh nghiệm, rồi là luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên, nhằm là không ngừng hoàn thiện phương pháp tác phong công tác cho bản thân. Với việc triển khai hoạt động một cách đồng bộ, từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến các địa phương, đơn vị, cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh. Chất lượng giáo dục chính trị cho các đối tượng ngày càng được đổi mới nâng lên. Giai đoạn 2014-2019, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức tuyên truyền trên 12.000 lượt người, đạt 99,6%. Tổ chức trên 90 lớp học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương. Học tập các chuyên đề sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quán triệt học tập các văn bản của Đảng, quân số tham gia học tập trên 22.500 lượt cán bộ chiến sĩ, đạt 98,8%.
Đặc biệt, lực lượng 47 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì hoạt động có hiệu quả các trang mạng xã hội, thường xuyên đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái, xấu, độc trên mạng xã hội, kịp thời thông tin định hướng dư luận xã hội, chủ động tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, gương người tốt việc tốt. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện cuộc vận động là phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, phối hợp với cấp ủy chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội vận động, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh. Trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong tỉnh, giúp người dân làm mới hơn 8 km đường giao thông, dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa hơn 120 km đường mương, cống rãnh thoát nước, thăm khám bệnh tặng quà cho hơn 7.000 lượt người, xây tặng 55 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội trị giá hơn 5,5 tỷ đồng. Thực hiện chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và đề án 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Sau 5 năm triển khai cuộc vận động, trong lực lượng vũ trang tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như trong các phong trào thi đua sáng tạo do quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động. Tiểu đoàn công binh 792, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo là một trong những đơn vị tiêu biểu thực hiện tốt cuộc vận động. Được biết, do đặc thù là đơn vị sẵn sàng chiến đấu và thi công công trình, tiểu đoàn lại đóng quân dã ngoại ở lán trại tạm nên cán bộ chiến sĩ gặp không ít khó khăn, nhất là trong sinh hoạt, bảo đảm đời sống vật chất tinh thần. Quán triệt tổ chức thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động. Qua đây, tiểu đoàn đã khơi dậy ý thức trách nhiệm của bộ đội trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Cán bộ các cấp trong đơn vị đã nắm vững tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ, kịp thời có biện pháp giải quyết những mâu thuẫn, xây dựng không khí đoàn kết dân chủ thống nhất. Qua đó, các khâu yếu, mặt yếu dần được khắc phục, không có vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường giảm ở mức thấp nhất. Đối với cái cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xuất danh bộ đội Cụ Hồ, đây là một cái cuộc vận động lớn. Nó có ảnh hưởng, sức lan tỏa rất rộng đối với đơn vị, làm cho cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị phát huy hết được cái vai trò, cái tinh thần trách nhiệm của cái bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ đổi mới. Từ đó làm cho mỗi cán bộ chiến sĩ ra sức phấn đấu, thi đua, rèn đức luyện tài để xứng danh lại cái hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Với thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hòa, nhân viên thống kê Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc, được giao nhiệm vụ nghiên cứu sáng kiến cải tiến mô hình trang thiết bị huấn luyện. Đồng chí đã đưa ra mô hình sáng kiến, bộ bia vận động đa năng phục vụ bắn các mục tiêu trên biển, sử dụng trong huấn luyện lực lượng dân quân biển. Tại hội thi sáng kiến cải tiến mô hình trang thiết bị huấn luyện do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức, mô hình sáng kiến của anh đã xuất sắc, đạt giải nhất. Đến tháng 10 năm 2016, tại hội thi sáng kiến cải tiến mô hình trang thiết bị huấn luyện do Bộ Quốc phòng tổ chức, sáng kiến bộ bia vận động đa năng phục vụ bắn các mục tiêu trên biển của anh đã xuất sắc đạt giải nhất toàn quân. Sau khi ứng dụng thực tế, mô hình cơ bản khắc phục được những tồn tại trước đây. Từ khi đưa vào sử dụng, đã tiết kiệm được hàng chục triệu đồng mỗi lần huấn luyện. Trên đơn vị là nhân viên thống kê, mà được đơn vị là giao cho cái quản lý cái tài liệu huấn luyện của đơn vị. Cho nên trong quá trình đó thì mình cũng có là tìm tòi, học hỏi trên tài liệu là để bổ sung kiến thức quân sự cho bản thân. Nhưng mà trong quá trình tìm tòi đó thì tôi cũng nhận thấy được những cái mô hình, những cái cần thiếu ở trong cái tài liệu đó, và từ đó quyết tâm là làm cho đơn vị mô hình, một cái mô hình để huấn luyện dân quân biển, để đảm bảo được cái chi phí cũng như là cái điều kiện trong quá trình huấn luyện. Dù vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế trong quá trình triển khai, nhưng những kết quả mà cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ gắn với thực hiện chỉ thị 05 đã đem lại là rất đáng ghi nhận. Cuộc vận động còn có ý nghĩa lâu dài trực tiếp góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Không những vậy, việc thực hiện tốt cuộc vận động còn là một nhân tố tạo nên sức mạnh chiến đấu mới cho lực lượng vũ trang tỉnh, đảm bảo cho quân đội thật sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương Bà Rịa Vũng Tàu, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.
Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.